Thưa quý vị và các bạn, tăng cường phổ cập thông tin và tiếp cận dịch vụ về bệnh tan máu bẩm sinh để góp phần nâng cao chất lượng giống nòi Việt. Đây là chủ đề Ngày Thalassemia Thế giới 8 tháng 5 năm 2024. Ước tính có khoảng 100 triệu người trên toàn thế giới mang gen gây bệnh thalassemia và hơn 300.000 trẻ sinh ra hàng năm mắc các dạng bệnh nghiêm trọng. Tại Việt Nam hiện có khoảng 14 triệu người mang gen bệnh thalassemia, chiếm 13% dân số. Mỗi năm có khoảng 8.000 trẻ mới sinh mắc thalassemia. Trong số này có khoảng 2.000 trẻ bị bệnh mức độ nặng, cần điều trị suốt đời. Hơn 20.000 người mắc thể nặng, cần tiêu tốn khoảng 2.000 tỷ đồng một năm và 500.000 đơn vị máu an toàn. Thì tỉnh Long An chúng ta ước tính là tỷ lệ trẻ sinh ra mà bệnh thalassemia trên 1.000 ca sinh đó, là tỷ lệ 0,36%. Thì chúng ta cũng đứng sau nhiều tỉnh lắm. Chúng ta trong 63 tỉnh thì chúng ta cũng đứng tới hàng thứ 51 lần. Cho nên là dù tỷ lệ là thấp nhưng mà cái chất lượng về dân số chúng ta là cũng là suy nghĩ đáng kể. Ngày Thalassemia Thế giới được tổ chức hàng năm vào ngày 8 tháng 5 nhằm thúc đẩy sự chia sẻ kiến thức, trao đổi thông tin, tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức có mục tiêu và giáo dục chất lượng về bệnh thalassemia để giúp những người mắc bệnh này sống khỏe mạnh hơn, lâu hơn và hiệu quả hơn.